kính chào quý khán giả thân thương của Trung tâm Thúy Ga. Và bây giờ, Ngọc Hân xin mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ hai vị khách quý của buổi trò chuyện ngày hôm nay. Mà hai vị khách này có lẽ là Ngọc Hân không cần giới thiệu dông dài và nhiều nữa, bởi vì tất cả chúng ta đều quá quen thuộc và quá yêu thương rồi. Xin mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ MC nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và giám đốc Trung tâm Thúy Ga cô Mary Tô Ngọc Thủy. Xin kính chào quý vị, chào hai cháu Thủy và Ngọc Hân. Xin chào chú Ngạn, chào Hân và xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi. Cái câu hỏi đầu tiên mà con phải hỏi mỗi lần con gặp chú, bây giờ cũng hỏi để cho khán giả an tâm, đó là hỏi về sức khỏe của chú. Dạo này tình hình sức khỏe của chú như thế nào rồi? Cảm ơn cháu, nhưng mà hôm nay chú bay qua đây, tức là cháu thấy là chú bình thường. Từ Canada qua Cali để gặp gỡ quý vị hôm nay để trò chuyện về một cái chương trình mà Ngọc Hân vừa giới thiệu. Tiếng Việt thì chúng ta quen gọi là Nguyễn Ngọc Ngạn giã từ sân khấu. Và sự thực ra thì thưa quý vị, là tôi hay nói chuyện với cô Thủy là vì làm việc chung với nhau 30 năm. Cháu Ngọc Hân thì cũng mới đây nhưng mà cũng là một người rất là quen thuộc. Thì tôi thường nói là đối với giới nghệ sĩ thì ít khi có trường hợp là nghệ sĩ giã từ sân khấu, mà thường chỉ có là sân khấu giã từ nghệ sĩ. Dạ vâng. Có nghĩa là nghệ sĩ thường tự họ không giã từ, mà cái sân khấu nó giã từ mình là khi mà mình không còn sức khỏe, khi mà mình không còn cái khả năng thu hút, thì tự động là cái sân khấu nó giã từ mình. Rất may là Trung tâm Thúy Ga, để đánh dấu 30 năm tôi cộng tác, thì Trung tâm Thúy Ga sắp sửa chuẩn bị tổ chức một cái show để tỏ cái tình thân của Thúy Ga đối với tôi và cái tình thân của tôi đối với Thúy Ga. Và cái dịp này thì chúng tôi muốn được gặp gỡ quý vị để bày tỏ những lời cảm ơn sau 30 năm được quý vị ủng hộ, và chào tạm biệt quý vị sau 30 năm đó. Đó là cái ý nghĩa mà chúng tôi muốn thưa chuyện với quý vị ngày hôm nay. Có cô giám đốc Tô Ngọc Thủy đây và cháu Ngọc Hân. Thưa chú, thì con thấy đó là chú muốn giả từ, nhưng mà con sau khi mà chú nói là cái show sắp tới là cái show giả từ sân khấu của chú ở trên Paris By Night 132, thì con thấy là trong những cái comment thì họ rất là nuối tiếc và rất là, dĩ nhiên ai cũng hiểu là sức khỏe của chú bây giờ chú đã lớn tuổi rồi thì chú giả từ, nhưng mà chú nói 30 năm, nhưng mà con nghĩ là thằng Covid nó kéo chú lại thêm 2 năm nữa đó. Tại vì chú nhớ là đáng lẽ chương trình giả từ sân khấu của chú là Trung tâm Thúy Ga và 2020 đã tính làm tại Las Vegas và Bangkok, đã có rạp book hết trơn rồi, xong rồi Covid ập đến thì thôi, thì chú nó phải kéo chú ở lại thêm 2 năm nữa. Nhưng mà thưa quý vị, cháu ở trong nói vậy thì đúng, nhưng mà sự thực ra thì chú cũng vẫn là từ 2020 là chú đã từ chối tất cả các show live. Dạ, thưa chuyện đó con biết. Chỉ có thâu hình cho Paris By Night mà thôi, và cuốn mới nhất là 132 là Xuân Với Đời Sống Mới thôi. Chứ còn ngoài ra thì tất cả show live từ 2020 là đã ở nhà rồi cháu. Nhưng mà rất là may là nó là cái trùng hợp đến 2022 thì mới đúng là 30 năm. Tại vì cuốn 17 là cuốn đầu tiên. Và thưa quý vị, tôi đến với Paris By Night, Paris By Night 17 năm 1992. Thì đến năm nay 2022 mới vừa tròn 30 năm. Đó cũng là một cái cột mốc cho nó dễ nhớ, và nó dài thêm 2 năm thì nó thêm nhiều kỷ niệm hơn. Thì đối với Trung tâm Thúy Ga, dĩ nhiên thì Trung tâm Thúy Ga có, con cũng nhắc lại là trong 2 năm vừa qua chú cũng đã qua từ Canada, chú bay qua rồi phải làm test tất cả những cái thủ tục Covid để làm cái chương trình Gọi Tên Ngày Mới, cái live show tại Petronga, xong rồi tới cuốn 132 và sắp tới là cái cuốn 133. Thì dĩ nhiên tại sao Trung tâm Thúy Ga tổ chức cái chương trình này, con đã nói nhiều lần trên những livestream là để cảm tạ và ghi nhận những đóng góp của chú cho Trung tâm Thúy Ga nói riêng, và đặc biệt là chương trình Paris By Night. Trung tâm Thúy Ga là qua những audiobook đọc truyện của chú mà cả khắp nơi đều rất là thích. Ở bên Việt Nam thì là chuyện ma của chú là cái người, con nghĩ là một trong những người đầu tiên làm đọc chuyện ma, phải không chú? Đó.
Có thể là đầu tiên là như thế này, ngay cả chuyện ma đó, đừng có nói tới audiobook, viết chuyện ma thôi, thì Việt Nam cũng đã có nhiều nhà văn viết. Dạ. Từ Nguyễn Tuân, Nhất Linh, các nhà văn Phạm Cao Củng lớn đều có viết, Thế Lữ đều có viết chuyện ma. Dạ. Nhưng mà chuyện ma của các tác giả đó chú đều đọc cả từ thời trung học và đại học. Dạ. Nhưng mà chú thấy nó nhẹ quá. Dạ. Mà nhẹ đô mà quá. Chú. Nó nhẹ đô quá. Mà chú đọc thì chú bảo lại đọc cả Liêu Trai Trí Dị của Hồ Tùng Linh, Trung Hoa. Yeah. Ma thì mà cứ hiện hình về ban đêm sexy vậy thôi. Yeah. Thì chú mới thấy là không được. Ma của mấy ông này nó nhẹ quá, không có thấm vào đâu. Yeah. Thì chú mới định cho chú một cái dose. Yeah. Chú nói là như trước double down, tức là Ngọc Hân có hỏi chú về chuyện ma thì chú nói là mình đặt ra một cái tiêu chuẩn. Nếu người ta đọc chuyện ma hoặc nghe chuyện ma của mình mà người ta không sợ thì mình thất bại. Dạ vâng. Khi mà thưa quý vị là chúng tôi đặt ra cái tiêu chuẩn đó, cho nên chúng tôi mới thử một loạt chuyện ma, không ngờ lại được khán giả ủng hộ nó quá nồng nhiệt. Thật sự thì cái chuyện mà chú có phải là nhà văn Việt Nam đầu tiên viết chuyện ma hay không thì Ngọc Hân không dám phán, nhưng mà Ngọc Hân dám phán một câu là Nguyễn Ngọc Ngạn là nhà văn bị nghe lấy chuyện lậu nhiều nhất. Nó buồn cười như này này. Dạ, chú kể đi chú. YouTube nó tràn ngập, nó tràn ngập tất cả mà lúc nào mà bây giờ nó ngay cả một cái video về tôn giáo chú đọc một cách rất là nghiêm chỉnh là Đức Mẹ đến với thế gian. Dạ đúng rồi. Cũng có người lấy đề chuyện ma mới nhất Đức Mẹ đến với thế gian thì chú không hiểu nhất mà. Tại vì có lẽ là cái chuyện ma nó thu hút người ta nhiều. Dạ. Cho nên ngay cả chuyện về tôn giáo họ cũng để là chuyện ma mới nhất kinh dị mất có thật của ông Ngạn ở Đức Mẹ đến với thế gian. À, vâng thưa quý vị, tôi đi đâu người ta cũng hỏi chuyện ma thôi. Dù là bao nhiêu chuyện tôi làm thì cháu cũng nhớ là chú đã thu là khoảng trên dưới 100 audiobook cho Thúy Nga. Dạ vâng. Trên dưới 100 audiobook cho Thúy Nga. Thì trong đó chỉ có 10% là chuyện ma thôi. Dạ. Còn 90% là chuyện tình cảm, chuyện xã hội vân vân. Dạ vâng. Các đề tài khác. Nhưng mà cái giới trẻ họ lại cứ chú ý tới chuyện ma và chỉ nhắc tới chuyện ma là chính. Thì chú cũng cho đó là một cái khúc rẽ mới mà chú làm được một cái điều gì để người ta nhớ thì cũng là một cái điều mà chú cảm thấy hạnh phúc. Và chú có nhớ là thật sự là chú nói là người ta chỉ nhắc tới chuyện ma mà bây giờ là Quỳnh Thi chỉ đóng có một cái phim một thôi, đêm trong căn nhà quan. Mỗi lần mà Halloween là cứ đem cái đêm trong căn nhà hoang. Sự nghiệp đúng một bộ phim. Một cuốn phim chứ không phải bộ phim, một cuốn phim. Không, nhưng mà thật sự cái này là không phải là con nịnh đầm hay như thế nào, nhưng mà theo cá nhân của con quan sát đó, là hình như là mỗi việc mà chú làm chú đều tạo ra một cái trường phái riêng cho mình. Ví dụ như là trường phái truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn nè, trường phái MC Nguyễn Ngọc Ngạn, rồi ngay cả trường phái hài kịch Nguyễn Ngọc Ngạn nữa. Là mỗi cái mảng mà nghệ thuật mà chú đã làm, chú đều tạo ra cái trường phái, một cái màu sắc riêng của mình. Thành ra cái này là con muốn hỏi, con biết là rất nhiều người muốn hỏi rồi, nhưng mà cái câu này là lần đầu tiên con hỏi chú. Thì theo chú, điều gì tạo nên cái sự thành công và cái sự riêng biệt, cái màu sắc của Nguyễn Ngọc Ngạn? Cảm ơn cháu Ngọc Hân. Thì chú nhớ lại là khi chú làm cuốn Paris by Night 17 năm 92 là cuốn đầu tiên. Yeah. Thì ngay sau khi chú làm cuốn đó thì nhạc sĩ Song Ngọc ở Houston, ông có viết một bài ngắn nhận xét về chú. Trong đó ông mới viết một câu rằng là ông giáo làng Nguyễn Ngọc Ngạn đã chứng tỏ rằng hữu chiêu thắng vô chiêu. Có nghĩa là làm MC nên cần có bài bản soạn trước. Cho nên ông mới gọi chú là ông giáo làng. Thì chú bằng lòng ngay với cái chữ đó. Là tại sao? Là vì chú quan niệm là trường làng thì chỉ có sơ cấp, có tiểu học thôi. Cho nên ông giáo làng không phải nói những cái gì cao siêu, chỉ nói những cái đơn giản nhất. Dạ, hay quá. Đó. Thì chú sẽ nói về ca dao tục ngữ, phong tục tập quán, thí dụ như phong tục ngày Tết. Dạ. Đó. Rồi lâu lâu chú đọc một vài câu thơ, thơ tiền chiến, cũng như là thơ hiện đại. Rồi lâu lâu chú nói đến những câu vè, câu hát. Thí dụ bây giờ chú viết một vở kịch cho Hoài Linh, thì chú biết Hoài Linh là người rất giỏi về chầu văn.
Yeah. Cho nên Chúa mới chen vào bốn cái câu là lạy bà ở trên ngàn, yeah. thương con đệ tử trần gian bà về xá yeah. lầm xá lú xá mê, trần gian bà về bát nhã chuyển huê. Thì Chúa khai thác những cái đó, thì ngay cả trong kịch, trong chuyện và trong MC, Chúa đều đưa cái nét văn hóa đó vào. Tuy nhiên cái điều mà lúc đầu Chúa định hướng cho mình là người đầu tiên đưa văn học lên sân khấu ca nhạc, trước đó không ai làm, thì chú rất lo là không biết khán giả có chấp nhận cái đường lối đó hay không. Yeah. Cái đó mới là khó. Yeah. Tại vì trong cái ngành MC đó, thì chú hiểu cái điều tối kỵ của người MC là để khán giả hiểu lầm rằng mình biểu diễn cái kiến thức là cháu học. Yeah, đúng. Yeah, đúng. Cháu yeah. giỏi đến đâu thì giỏi, cháu nói một cách thoải mái tự nhiên, nó đúng vào cái chỗ cháu cần nói, chứ cháu tạo cho khán giả người ta hiểu lầm là à, ông này ông bà này mới biểu diễn phô trương kiến thức là cháu đã thất bại rồi. Yeah. Mà khi mà Trung tâm Thúy Nga mời một người làm MC thì chú để ý là Trung tâm Thúy Nga không bao giờ gợi ý là MC nên nói cái gì. Yeah. Hoàn toàn để cho người MC tự do yeah, chọn lựa cái con đường của mình. Mà khi mà chú được mời sang cuốn đầu tiên thì lúc đó chú không biết Thủy và Huỳnh Thi phụ trách Paris by Night. Chú lại tưởng là ông Tô Văn Lai là người trực tiếp. Yeah. Chú Thủy năm đó là 28 tuổi, mới sinh con đầu lòng. Mà Thủy thì không có nói chuyện với chú là vì coi chú là người lớn. Mà ba Thủy, ông Tô Văn Lai thì mời chú. Ông Tô Văn Lai không dặn chú cái gì cả. Mà Thủy thì không dám nói chuyện với chú. Thành được chú. Mà chú chưa lên sân khấu bao giờ, cho nên bước vào một cái studio thì chú ngơ ngác không hiểu cái gì cả. Mà mình mà thôi thì mình nói theo cái hướng của mình xem nó như thế nào. Và phỏng vấn đó chú. May ra khán giả họ chấp nhận. Đó, thì chú đi cái con đường đó là chú định hướng là đưa văn học lên sân khấu ca nhạc. Và rất may là cái con đường đó, cái câu của Vũ Thành An là con đường em đi đó đúng hay sai. Thì may quá là khi mà chú làm một vài cuốn, chú bước lên sân khấu, chú đọc thơ Thanh Tâm Tuyền này kia, thì chú thấy được khán giả họ chấp nhận, họ ủng hộ liền. Yeah. Cho nên là chú cứ đi theo cái con đường đó. Con thì con thấy như con xin phép thưa chú như thế này. Con thì con thấy ngoài cái điểm dĩ nhiên đem văn hóa văn học vào chương trình Paris by Night, một cái điều nữa mà khán giả rất là thích nơi chú là chú kể chuyện cười. Và chú kể chuyện cười mà mặt chú rất là tỉnh. Tỉnh bơ, duyên. Nếu chú rất là tỉnh. Đó, thì con thấy đó là một cái điều mà một cái nét duyên dáng của chú mà ông giáo làng nhưng mà nó có duyên. Đó. Nó cái ông giáo làng là nó như thế này cháu. Cháu nói đúng. Trên sân khấu có nhiều điều và có nhiều chuyện mà chú và Kỳ Duyên không có chuẩn bị. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ cháu đúng biết rồi, rất mà là cháu tự ngồi trong trong không xe có đọc prompter, không yeah. có đọc prompter. Không đọc prompter và không soạn chương trình trước. Dạ. Yeah. Chỉ nói là lúc đó mình sẽ tự nói cái gì. Nó, yeah, tự yeah. nhiên nó nảy sinh ra. Thí dụ có một lần về cuốn mẹ. Yeah. Cuốn mẹ mẹ live này chứ không phải là thu hình. Yeah. Thì cháu còn nhớ là chú nói chuyện về chữ hiếu ngày xưa. Yeah. Là Trịnh Kiểm vì bà mẹ mê ăn thịt gà quá, Trịnh Kiểm cứ đi ăn trộm gà khắp cả làng. Yeah. Để mang về luộc cho bà mẹ ăn. Yeah. Thì về sau này, thời xưa người ta quan niệm chữ hiếu kỳ lắm. Yeah. Như Lục Tích mà ăn cắp quýt ở trong bữa tiệc nhà Viên Thuật, bắt được quả tang nhưng mà không, tôi ăn cắp không phải cho tôi mà tôi cho má tôi. Yeah, yeah. Thế tự nhiên người ta chẳng những không đánh mà lại còn ghi vào là trong nhị thập tứ hiếu là thằng này có hiếu. Đó. Yeah. Quan niệm chữ hiếu ngày xưa nó vậy, Trịnh Kiểm ăn cắp gà cho má thì không sao cả. Nhưng mà người ta quăng cái bà mẹ ra xuống cái giếng. Yeah. Dân làng người ta con của mẹ trong cái giếng là xúi con đi ăn trộm. Rồi Trịnh Kiểm về sau này bỏ đi lính. Yeah. Vì sau thành công lớn, vì lấy được con của Nguyễn Kim cho nên là về sau mở đầu là họ Trịnh. Yeah. Thì chú mới nói là đầu tiên là chú Trịnh là Trịnh Kiểm rồi. Trịnh Sâm, Trịnh Cán, Trịnh Cối, Trịnh Khải, một loạt Trịnh, và chú nói là cuối cùng là Trịnh Hội. Yeah. Thì cháu nhớ mà. Yeah. Chú nói là cái đó chú không có soạn trước. Yeah.
tình cờ chú đứng với Kỳ Duyên. Dạ. Yeah. Thì chú nói là bao nhiêu là chú Trịnh, nhưng cuối cùng là Trịnh Hội. Nhìn Kỳ Duyên thấy Trịnh Hội. Nhìn Kỳ Duyên thì chú sực nhớ ra Trịnh Hội. Và nó có cái quan trọng là cái cuộc Trịnh Nguyễn phân tranh đó là họ Trịnh và Nguyễn đánh nhau suốt 200 năm, hơn 200 năm. Dạ. Yeah. Gây nên cái mối thù truyền kiếp. Cho nên họ Trịnh và họ Nguyễn không lấy nhau được. Có lấy ráng lắm thì cũng 7 năm phải ly dị. Thì chú nói như vậy, Kỳ Duyên cũng bất ngờ là vì không ngờ chú lúc đó nó mới nảy ra, chứ không yeah. phải là soạn trước. Đó thì có những cái chuyện mà lên sân khấu, vì quý vị này, có cô Thủy nói đây thì ở đây thì phải nói rõ rằng là có nhiều lúc đổi cảnh. Đổi cảnh lâu quá. Dạ. Đổi cảnh lâu quá mà nhìn mãi không thấy báo hiệu là đã xong. Cảnh xong rồi. Thì lúc đó trong đầu mình phải chế ngay ra một cái gì. Nhưng mà cái gì đó nó cũng phải có cái dính dáng đến cái tiết mục đó. Thì cho nên là làm MC kiểu Thúy Nga là làm một MC kiểu rất là khó. Phải thì nói khi này. Chú nói về đổi cảnh thì con cũng xin chia sẻ với quý vị khán giả là sở dĩ quý vị khán giả yêu thích như chương trình Paris by Night thì ngoài ra cặp đôi MC mà đệ nhất MC là Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, quý vị còn thích dàn dựng của Trung Tâm Thúy Nga. Mà tại sao Trung Tâm Thúy Nga dàn dựng được là những màn đổi cảnh câu giờ, có chú Ngạn và Kỳ Duyên câu giờ, thành ra Trung Tâm Thúy Nga làm được. Chứ mà nhiều khi mà chú biết khi mình lên sân khấu có những cái chuyện bất ngờ, sự cố xảy ra, những cái problem, những cái này mà chú với Kỳ Duyên cứ đứng nói riết xong rồi con thấy Kỳ Duyên nhiều khi nhìn vô bên trong. Tại vì chú nhớ là có một lần cháu thì cái tham vọng cháu lớn quá. Yeah. Chính ông đạo diễn Mỹ ông bảo là Mary has too much ambition. Yeah. Tức là cái tham vọng lớn quá. Cháu đổi cái cảnh nó vĩ đại quá cho nên này, khi đẩy cái cảnh cho nó vướng. Yeah, nó vướng bên trên này nó hàng trăm mấy trăm ngọn đèn. Cuốn Paris 63 đó. À. Dạ, cái cảnh lớn quá. Cảnh lớn quá rồi hình như lúc đó làm ở Terrace hay cái gì đó. Theater, dạ không, cuốn 57. Ờ làm ở Long Beach. Cái ông mà đạo diễn Ken Wood hay là Ken Wood, Ken Wood. Lần đầu tiên ông làm cho Thúy Nga. Ông làm xong 5 tiếng. Ông chạy xuống, ông bắt tay chú. Ông bảo là tôi làm đạo diễn cho Mỹ bao nhiêu năm nay. Tôi chưa bao giờ thấy một người MC nói liên tục 5 tiếng mà không có teleprompter trước mặt. Dạ vâng. Không có tờ giấy đặt trước mặt. Ngay chị Kiều Trinh lần đầu mà chị đến tham dự cái chương trình ở cái dạp gì là Oscar hồi đó đó. Shrine Auditorium. Shrine Auditorium. Chị Kiều Trinh. Paris by Night, 20 năm nhìn lại. 20 năm nhìn lại. Thì lần đầu tiên chị Kiều Trinh, chị đến đứng ở hậu trường để chờ cái tiết mục chị ra phát biểu. Chị nói với chú, hôm nay tôi mới thấy là anh Ngạn không có giấy trước mặt và cũng không có teleprompter. Dạ. Cái đó là cái đặc biệt của MC của Paris by Night. Thì làm sao như vậy? Dạ. Làm sao như vậy thì chú có nói thưa chị, chị học ý chị đừng học lời. Vâng. Dạ đúng. Chị học ý chị đừng học lời. Nếu chị học lời nguyên văn mà chị quên hay chị vấp một chữ, cái chị vấp luôn cả một cái. Con bị rồi chú, nhiều khi chú viết những cái mà để cho con học thuộc, có thành ra cái chương trình vừa rồi mà con lên con phát biểu con chỉ nắm cái ý đúng thôi rồi. Chứ không thường cứ đọc rồi cái lát hồi quên một cái là mai là mình có hai show chú biết. Chứ còn show 1 thì đó, mình nói hư thì show 2 mình nói lại. Thì chú mới nói với chị Kiều Trinh nha, là chị cứ học ý dòng lời thì chị sẽ không bị sợ nó vấp. Còn nếu chị chú ý quá từng lời từng chữ thì chị quên một chữ hay là vài chữ cái tự nhiên chị mất hết cả một cái loạt mà. Thế nhưng mà thưa quý vị, nói lại không phải là để kể công hay là vỗ ngực khoe với quý vị, nhưng mà phải nói như này là cái sự phối hợp nhịp nhàng của hai bên. Trung Tâm Thúy Nga, tôi vẫn dùng một cái chữ là có những cái sáng tạo nghệ thuật rất là táo bạo. Sáng tạo nghệ thuật rất táo bạo là gì thưa quý vị? Tức là ngoài vấn đề mà sử dụng những cái ekip về chuyên viên là hoàn toàn người ngoại quốc. Người ngoại quốc, không phải là mình không tin là cái khả năng của người Việt, nhưng mà khi mới thành lập Trung Tâm Thúy Nga thì cái đội ngũ những chuyên viên như ngày hôm nay người Việt có thì hồi đó chưa có. Cho nên là lúc đầu Paris by Night thâu hình tại Pháp là hoàn toàn phải dùng Euromedia của Pháp. Sang Canada thì hoàn toàn là dùng CBC của Canada. Rồi sang Mỹ thì hoàn toàn là dùng của Hollywood.
thì tức là những chuyên viên đó họ đã quen công việc rồi. Dạ. Cộng với những cái sáng tạo nghệ thuật của Thúy Nga và những cái đam mê đến cái độ mà cái cuốn mà cháu vừa nói Shrine Auditorium, yeah, cháu không đủ tiền mà phải đi vay thêm mấy chục ngàn. Dạ, yeah, dạ, yeah, thưa cái thuở đó là con nhớ. Đó, bây giờ cũng vẫn vậy chú, bây giờ cũng vẫn vậy. Không, bây giờ khác rồi chị ơi, hồi xưa là mấy chục ngàn, bây giờ thành mấy trăm ngàn. À, mấy chục ngàn. Dạ, vâng. Dạ. Mà chú biết là cái cuốn Dynasty 129 là con bán một căn nhà đó, để trả bill của rạp đó. Dạ. Nó, cái đam mê nó lớn quá. Thì thưa quý vị, cá nhân tôi với cô Kỳ Duyên khi đứng làm MC cũng nói chuyện với nhau. Đối với cái sự đam mê lớn lao của Thúy Nga và cái sự phải gọi là cái sự hy sinh là dám đầu tư một cái số tiền nó vượt lên cái khả năng của mình, thì để bù lại mình cũng làm hết cái sức mình để làm sao hai bên phối hợp nó hài hòa với nhau, rồi từng nghệ sĩ đóng góp hết cái khả năng của mình, thì tất cả trung tâm cộng với nghệ sĩ mới tạo nên một được cái tác phẩm có giá trị. Dạ. Yeah. Cái này là một thì khi mà chú nhắc đến Kỳ Duyên đó thì con cũng xin thưa với chú là con nghĩ là trung tâm Thúy Nga rất là may mắn là đã có được một người như chú Ngạn, thì là con biết là chú và cô rất là tôn trọng và rất là, con nói cái tiếng Mỹ nó gọi là loyal đó chú, là trung con không biết thành. Gì trung, dạ, thành. Trung thành giống như là chú, là giống như là chú làm việc cho trung tâm Thúy Nga, nhưng mà đâu phải không có những trung tâm khác mời chú, nhưng mà chú vẫn giữ trung tâm Thúy Nga là cái nơi mà từ 30 năm nay chú làm việc. Chú và... phải, cái này thì chú ngắt lời cháu rồi, chú yeah, khoe với cháu. Yeah. Đáng lẽ ra thì tôi không nên nói ra, nhưng mà yeah, thôi nói cô hết Thủy, chứ. Cô Thủy thì sau có này nói hết luôn. Yeah. Thì chú nói hết. Khi cuốn mẹ xảy ra, không có trung tâm nào không mời chú đi. Dạ, yeah, con biết, dạ. Yeah. Và lúc đó chú cũng rất là nao núng, bởi vì chú ở lại cuốn mẹ, đi show người ta cứ biểu tình. Dạ, yeah, vâng, một thời gian một rất thời là lâu quá. Khá dài là khoảng 7 năm. Dạ. Yeah. Cho nên là lúc đó đã định đi rồi. Sau này mình nghĩ lại, mình bảo cái đó là cái lỗi vô tình, chứ đâu có phải là Thúy Nga cố ý làm một cái gì lầm lỗi đâu mà mình bỏ đi. Cái thứ hai nữa là chú giấu tên viết kịch. Nhưng các trung tâm khác đều biết tác giả ngày xưa chú viết kịch, chú để là nhóm kịch Thúy Nga, chứ không có để tên Nguyễn Ngọc Ngạn. Nhưng các trung tâm khác, nhất là trung tâm Văn Sơn chuyên về kịch, thì Văn Sơn cũng phone cho chú và nói là anh Ngạn ơi, anh có thể viết cho tụi em mà không cần đề tên anh. Giống như các nhạc sĩ. Giống như các nhạc sĩ. Các nhạc sĩ Việt Nam mình ngày xưa thì có nhiều, nhiều ông Ký. Nhiều bức danh khác. Nhiều bức danh khác nhau. Nguyễn Văn Đông thì có Phượng Linh, đại khái vậy. Thì tức là để có thể viết cho các nhà xuất bản khác mà không bị vi phạm cái hợp đồng độc quyền. Thì chú đã hứa với Thủy là chú viết kịch độc quyền cho Thúy Nga. Cho nên là các trung tâm khác kêu chú có thể không đề tên, để họ, để chú có thêm tiền xài. Nhưng mà đó, như cháu nói đó, là cái quan điểm của chú, ông giáo làng là ăn cây nào rào cây nấy. Cho nên là cả kể cả chuyện băng đọc chuyện và các chuyện ngắn nhiều người họ cũng muốn mua để họ thực hiện đọc. Con thấy là trung tâm Thúy Nga rất là may mắn. Con thấy con và chị rất là... Và một điều nữa chị cũng muốn chia sẻ là mỗi lần thí dụ có một cuộc chương trình Paris by Night sắp tới, nhất là sau này em biết là cái việc bán DVD nó không còn nữa, chú rất là lo âu coi là chị và anh Thi mình có, trung tâm Thúy Nga có đủ budget để làm hay không. Và chú cứ nói là cháu hãy suy nghĩ kỹ, bây giờ cháu làm ở đó, bây giờ cháu có bán vé được không? Đó là những cái ưu tư. Chú không nghĩ là ô bây giờ mình làm MC rồi mình chỉ lo công việc của mình thôi, nhưng mà chú rất là lo cho trung tâm. Và ngay cả những ca sĩ chị mời nữa, chú khi chú đi show chú thấy ai là những ca sĩ nào đang được người ta yêu mến là chú cũng nói à cháu bây giờ có ca sĩ này như thế này thế kia. Đó thì qua những sự đóng góp của chú thì chị nói kể ra nó rất là dài, nhưng mà con thì con thấy là trung tâm Thúy Nga rất là may mắn đã có được chú và Kỳ Duyên. Cảm ơn cháu. Cái này là kính thưa quý vị, cái này là để Ngọc Hân xin được ngắt lời một chút xíu để xin nhắc lại với quý vị cái chi tiết này, là quý vị hôm bữa giờ cũng hỏi là kính thưa quý vị, chương trình Nguyễn Ngọc Ngạn Farewell 30 năm sân khấu đó quý vị sẽ diễn ra vào ngày 30 và 31 tây tháng 7
tại rạp Zappos Theater ở Planet Hollywood, là một rạp hát lộng lẫy và vô cùng sang trọng. Và thật sự thưa quý vị, Ngọc Hân nhắc đến cái điều này là bởi vì như vậy, trong cái thời điểm này để mà tổ chức một cái chương trình mà cái quy mô mà lớn như vậy thưa quý vị, thì hồi nãy chị Thủy mới vừa nhắc đến cái chuyện là ồ, tụi con tổ chức chương trình như vậy thì budget như thế nào. Thì chú ơi, cái này là con cũng phải chia sẻ với chú, thì con có tay trong, con có mới vừa nghe được tin tức đó. Cái chương trình mà mình chuẩn bị mình làm ở Vegas và ngay cả ở Thái Lan, cho dù mình có bán sạch sẽ hết vé đi chăng nữa thì hình như là mình cũng bị lỗ. Mình bị lỗ là bởi vì với tất cả mọi thứ vật giá nó leo thang sau Covid đó chú. Sau COVID thì từ rạp tới nhân viên, rồi ngay cả những cái Covid test, ngay cả những cái Covid test mà bắt buộc trung tâm Thúy Nga phải theo cái luật của CDC, thì nếu như khán giả yêu thương và ủng hộ hết tất cả các vé thì trung tâm Thúy Nga cũng chắc chắn sẽ không có lời. Nhưng cái lời này lời chị Thủy nói con nghe được, không lời lỗ vẫn phải làm vì chú Ngạn, vẫn phải làm cho chú Ngạn. Cái điều này thì rất là đúng thưa quý vị. Tôi có làm quảng cáo cho một vài công ty, trong đó có công ty Cabinet đó cháu. Dạ dạ dạ, 405. Phải cũng quảng cáo trên Đài Việt Face đó chú. Dạ. Dạ. Thì năm ngoái họ nói chuyện với chú mà chú cảm thấy rất là thê lương. Dạ. Về vấn đề chuyên chở cháu. Dạ. À, dạ đúng rồi transportation. Tức là trước đây một cái container gửi hàng đi đó là $3,000. Trong cái thời gian vừa rồi là nó lấy $23,000. Trời dữ vậy hả chứ? Tức là gần gấp 10 cháu. Trời ơi. Mà thời gian kéo dài hơn nữa chị. Và thứ hai nữa là cái vật liệu material ở Home Depot ở các nơi nó không có đủ để bán hoặc tăng giá quá cao. Dạ, tại vì mostly from China. Đó, from China. Và cái chính là vấn đề vận chuyển làm cho tất cả mọi thứ đều lên. Cho nên là dĩ nhiên là cháu tổ chức cái show 30 năm và nói đúng là cái show giã từ của chú thì cái tốn phí nó rất là nhiều. Ngay tất cả vấn đề vận chuyển, vấn đề rạp, vấn đề âm thanh ánh sáng, cái gì nó cũng lên. Chỉ có một thứ không lên là tiền của nghệ sĩ thôi. Cái đó nó cũng là một người an ủi. Con thì con cũng tìm con máy bay thẳng thẳng đây con nói thật, nếu mình nói thật mình cũng nói thật luôn là tại vì lúc sau này có những nghệ sĩ cũng hiểu được cái sự khó khăn của trung tâm, họ cũng và rất vui đóng góp cho trung tâm Thúy Nga chứ không có một cái điều kiện gì hết, thì như vậy trung tâm Thúy Nga mới tiếp tục được. Tại vì khán giả sẽ nói ủa sao cứ nói lỗ mà sao cứ làm hoài. Đúng. Thì phải có những cái sự đóng góp, những cái sự bù đắp như thế nào Thúy Nga mới làm được chứ. Giống như là có nhiều khán giả cũng thắc mắc là ồ tại sao những chương trình sau này mình quảng cáo hơi nhiều hơn, tại sao như thế này như thế kia. Nhưng mà quý vị ơi, nếu như không có những nhà tài trợ như là những nhà tài trợ Platinum hoặc là Diamond Sponsors thì làm sao mà trung tâm Thúy Nga tiếp tục được để thực hiện những chương trình để mà mang gửi đến cho quý vị được thưa quý vị. Thành ra là mình thương trung tâm mà mình hiểu cho trung tâm cũng thông cảm với chuyện đó. Đến thời buổi này thực sự để đứng vững trên sân khấu hơn 30 năm như thế này thì cả trung tâm Thúy Nga lẫn MC Nguyễn Ngọc Ngạn và chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên nữa, nó là một cái sự làm việc nỗ lực bền bỉ không ngừng nghỉ. Ví dụ như chú Ngạn, mặc dù người ta nói là chú là cái kho tàng kiến thức, nhưng mà chú vẫn luôn luôn tiếp tục đọc sách, đọc thêm, học thêm những kiến thức để mà mang lên trên sân khấu. Tới giờ này vẫn tiếp tục học hỏi đúng không chú? Có ba thứ mà chú đều phải học, nó khổ. Thứ nhất là học để làm MC. Dạ. Học để viết kịch. Dạ. Và học để viết truyện. Dạ. Người ta nói là con tằm nó phải ăn dâu thì nó mới nhả thành tơ được. Dạ. Chứ con tằm nó không ăn dâu thì tơ ở đâu ra. Dạ. Thì bây giờ thưa quý vị là chuyện tôi đã thâu cho Thúy Nga trên dưới 100, khoảng 100 audiobooks các loại. Kịch khoảng 6-70 phải không cháu? Kịch khoảng 6-70 vở kịch. Và Paris by Night MC thì từ cuốn 17 đến nay là một cuốn 132 thì cũng đã trên 100 rồi. Thì quý vị, tất cả những cái vốn liếng đó là hàng ngày đọc sách, coi show Mỹ. Dạ, coi show Mỹ đó chứ con nghĩ cái đó là mới là quan trọng. Coi show Mỹ, những show comedy, những show drama. Và dĩ nhiên coi luôn cả Hàn Quốc, Trung Quốc. Nhưng mà sự thực Hàn Quốc, Trung Quốc thì không học được gì nhiều. Dạ. Cái comedy của họ nó không có. Những cái hài hước thì thường là học của show Mỹ nhiều. Thì từ cái đó nó như cái vốn liếng mình thu thập rồi mình chế biến, mình từ đó nó là cái nguồn cảm hứng để cho mình viết những vở kịch đó. Thì
Với thứ hai đó là thưa quý vị là lúc nãy cô Thủy với cháu Ngọc Hân đã nói thay tôi một vài cái ý hướng là tôi chọn cái con đường văn hóa. Nó cũng dễ khi mà chúng ta định hướng cho mình thì mình tiết kiệm được nhiều thứ lắm. Thí dụ trong mỗi vở kịch hay trong mỗi cuốn bài mê này, chú đều có dạ, đọc có một cái bài học, chú đưa ra một cái một cái như... gì đó. Dạ. Câu chốt. Câu chốt thì nó dễ. Những cái câu dốc hay là những câu thơ hay những câu vè, lâu lâu mình chen vào mình thấy nó hay. Và những cái đó làm cho người ta dễ nhớ. Con thấy là như thế này, theo con nhận xét đó chú, tại vì thật sự đó, trung tâm Thúy Nga là một trung tâm, cái sự hoạt động của Thúy Nga là mình nói là trung tâm ca nhạc hải ngoại đi chú. Ừ. Thì khi mình ở hải ngoại, mình xa, mình rời xứ sở của mình đó, thì mình luôn nhớ về quê hương và mình cảm thấy quý những cái gì mà liên quan đến văn hóa truyền thống của Việt Nam. Thành ra bởi vậy con nghĩ chú chọn con đường đó rất là đúng. Bên phía về producer, về giám đốc sản xuất, con với Thi thì con là tụi con lo về nhạc, nhưng mà chú Ngạn cũng là người advice cho chị những cái ý kiến, cháu ơi bài kỳ này thì nhạc sĩ như thế này, cháu nên chọn bài này thế này thế kia. Thì dĩ nhiên đó là con thấy theo cái nhận xét của con là như vậy. Cảm ơn cháu. Thì như cái câu mà chú hay nói là ăn cây nào rào cây nấy, quan điểm của Việt Nam mà, quan điểm về sự chung thủy, về sự hợp tác của người Việt Nam. Cho nên là khi chú đi show, chú thấy cái gì hay, hoặc là chú coi show của Mỹ, chú với cô Diệp có hai vợ chồng coi thấy cái gì hay, bốc cái phone ngay cho anh Thủy. anh nói cho Thủy nghe. Chú nói cho Thủy nghe là cháu nên cô Diệp nói như vậy. Cái ý đó, chị nói là đó, cô Diệp hay nói đó, anh phone cho Thủy đi. Nói cho Thủy biết là mình nên làm cái này này kia, tại vì mình cứ học ở trong cái tivi của Mỹ là mình tiến lên. Tại vì càng ngày cái lớp trẻ nó càng lớn lên. Cái văn hóa nó không có thuần túy hoàn toàn như cái lớp tuổi của chú nữa. Lớp như của cháu, cháu coi tivi Mỹ, cháu học trường bằng tiếng Mỹ, cái đời sống của cháu tiếng Mỹ gần như là tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt là ngoại ngữ rồi. Cho nên cái văn hóa nó phải chuyển đổi, vẫn giữ được cái bản sắc dân tộc, nhưng nó phải tiến hóa. Thì đó là một cái mà chú theo đuổi suốt 30 năm nay. Thì tóm lại thì như thế này thưa quý vị, để thưa với quý vị nói chuyện với chú nói tới khuya, hôm nay ngồi tâm sự với quý vị, nhưng mà chúng tôi muốn mời quý vị gặp gỡ chúng tôi tại show Nguyễn Hồng Ngạn Farewell, tức là giã từ Farewell. The Farewell, tức là ngày 30 là thứ bảy hoặc 31 tháng 7 là chủ nhật, tại Planet Hollywood Las Vegas, nơi mà nhiều quý vị đã từng tham dự show Thúy Nga vĩ đại ở đó, để chúng tôi có lời cảm ơn và tạm biệt quý vị sau 30 năm đóng góp với Thúy Nga. Thưa chú, thật sự ra con muốn nói một câu đó là có lẽ sự thành công của Nguyễn Ngọc Ngạn và của trung tâm Thúy Nga là cũng đúng người đúng thời điểm nữa. Tất cả mọi việc đều đúng người đúng thời điểm. Và con muốn hỏi chú là sau cái chặng đường nghệ thuật dài 30 năm của mình đó, thì bây giờ nhìn lại, chú nghĩ là chú đã để lại được điều gì? Chú muốn người ta nghĩ tới điều gì khi mà người ta nhắc tới Nguyễn Ngọc Ngạn? Cảm ơn cháu rất nhiều. Khi mà chú với cô Thủy loan báo chính thức sẽ giã từ trong cái chương trình ngày 22 tháng 8... đúng rồi, con có đã để lại cái clip đó trên channel của Thúy Nga. Thì đài BBC của London và đài VOA của Washington DC tình cờ là phone cho chú cùng một ngày. Tình cờ phone cho chú một số tờ báo nữa, nhưng mà chú nhắc đến hai đài đó là vì người Việt Nam ai cũng biết. Đài BBC London. Đài BBC London thì muốn mời chú sang London để họ thâu hình một cái buổi phỏng vấn. Thì lúc đó đang Covid mà cháu. Show trong nước Mỹ mà chú còn ngại đi, thành ra chú cảm ơn mà chú từ chối. Còn đài VOA thì phóng viên họ sang nhà chú 2 ngày. Và có phỏng vấn cả cháu. Rồi có đi show đi show xem Paris by Night 132. Rồi thực hiện một cái bài viết về chú. Thì trong đó họ cũng chỉ nhắc lại những điểm mà chú đã để lại là văn hóa Việt Nam. Họ trích dẫn những lời của những vị giáo sư, những nhà nghiên cứu về văn hóa nghệ thuật,
và nói là nhắc đến văn hóa Việt Nam tại hải ngoại thì không thể không nói đến với Ngọc Ngạn. Thì để trả lời câu hỏi của cháu Ngọc Hân, thì thưa quý vị, là cái điều mà tôi có thể cho phép tôi hãnh diện là tôi để lại một cái dấu ấn về văn hóa. Tại vì ở hải ngoại cái số người Việt chúng ta càng ngày nó càng ít, và càng ngày càng quên dần. Và cái thế hệ của chúng tôi thì hôm nay còn đây, mai nó như bóng đèn trước gió vậy thôi, không biết lúc nào nó sẽ ra đi. Thì cái mà mình để lại được về văn hóa đó, nó là cái di sản muôn đời. Tại vì thưa quý vị, là chúng tôi hay nói với quý vị là chuyện chính trị tuy ồn ào nhưng qua đi rất nhanh. Chỉ có những di sản văn hóa mới ở lại lâu đời mà thôi. Chẳng hạn chúng ta, quý vị thấy bây giờ người Nhật Bản sang du lịch tại Việt Nam, nếu họ ghé đến phố cổ Hội An, họ sẽ rất sung sướng nhìn lại cái chùa cầu của người Nhật. Và họ nhớ rằng là lúc đó thời Chúa Nguyễn, khoảng 700 người Nhật đã sang buôn bán, sinh sống tại Hội An và xây cái ngôi chùa này. Đó là cái di sản văn hóa, cái di tích văn hóa mà người Nhật người ta bồi hồi hãnh diện mỗi khi người ta sang bây giờ và người ta nhớ lại tiền nhân của họ đã đến đây. Thì chúng tôi cũng vậy. Khi mà chúng ta nói đến văn hóa Việt tại hải ngoại, một ngôi chùa Việt Nam, một ngôi giáo đường, một tòa thánh thất, một cuốn băng video như Paris by Night hoặc là của bất cứ trung tâm nào, một chương trình ca nhạc, một tờ báo Việt ngữ, một tượng đài, tất cả những cái dấu ấn đó, nó sẽ là những di sản văn hóa lâu đời của người Việt trên xứ người. Đó là điều mà chúng tôi luôn luôn mơ ước được góp phần. Trước khi mà con cũng xin thưa với chú một điều và thưa đến quý vị khán giả, thì con đã nói cái này trong những cái livestream rồi, chú cũng biết là khi mà chú nói giả từ sân khấu đó, thì con nghĩ dĩ nhiên là khán giả tại Mỹ là mình là chú sẽ làm cái show này. Và cái hoài bão của con, và con cũng nghĩ rằng là nếu mà mọi việc nó tốt đẹp và vấn đề Covid mà mọi sự nó không có giống như là những năm trước, thì là cái chương trình mà chú, con cũng, con cái lòng con muốn chú giả từ thêm một lần nữa, con nói là part two đó, là những khán giả yêu mến chú tại Việt Nam. Tại vì chú nhớ khi mà chú qua Singapore, chú nhớ không, khi mà chú đem những cuốn sách, mình đem qua những cuốn sách giả tự gồm cái gì, kỷ niệm sân khấu, mặc dù đã phát hành lâu rồi, nhưng mà người ta vẫn sắp hàng, người ta đợi chú ký rồi này kia. Chú thấy cái lòng mà khán giả Việt Nam mà nao nức để xem chú, thì con nghĩ là để đáp lại cái những cái tình cảm của những người mà yêu mến chú, yêu mến Thúy Nga trong nước, thì con nói là tại Thái Lan thì tháng 10 này con mong là cái chương trình đó con sẽ thực hiện được. Chú cũng mong, là vì chú cũng thích ăn Thái food lắm chắc. Dạ, con biết chú với cô Diệp thích nhà hàng Thái này kia. Thái này kia. Kính thưa quý vị, cho Ngọc Hân được nói một câu là hơn 30 năm trước, khi mà những người Việt xa xứ đau đớn muốn hoài niệm về quê hương của mình, nhìn lại về quê hương của mình, thì chúng ta đã có một Nguyễn Ngọc Ngạn và Thúy Nga. Và những người trẻ lớn lên tại Mỹ muốn tìm lại nguồn cội của mình, tìm lại truyền thống văn hóa của mình, thì chúng ta đã có Nguyễn Ngọc Ngạn và Thúy Nga. Và những người ở Việt Nam muốn tìm hiểu về văn hóa, về lối sống, về cách suy nghĩ, về sinh hoạt của người Việt tại hải ngoại, thì chúng ta cũng đã có một Nguyễn Ngọc Ngạn và Trung tâm Thúy Nga. Và bây giờ, hơn 30 năm sau, chúng ta hãy cùng ngồi lại với nhau để một lần được nói một lời chào tạm biệt với một biểu tượng văn hóa mà đã gắn liền với lớp sống, với lớp sinh hoạt và ngay cả lớp nghĩ của mỗi người Việt chúng ta tại khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Ngọc Hân rất mong là tất cả chúng ta sẽ cùng ngồi lại ngày 30 và 31 tháng 7 này tại Las Vegas, Zappos Theater, Planet Hollywood, để cùng nói một lời chào tạm biệt và nói một lời cảm ơn với chú Nguyễn Ngọc Ngạn, một biểu tượng văn hóa, với cha già dấu yêu của Trung tâm Thúy Nga, với cả một tuổi thơ của tất cả chúng ta. Và để liên lạc để mà mua vé, bởi vì cái này là nói thiệt nha quý vị, vé sẽ bán hết rất nhanh, cho nên xin quý vị liên lạc ngay với Trung tâm Thúy Nga. Dạ, tại vì em nói thiệt luôn quý vị, bây giờ có bán hết vé cũng lỗ, cho nên là quý vị ráng mua hết vé giùm Trung tâm Thúy Nga. 714-894-5811, 714-894-5811.
Bởi vì sau cái dịp này rồi thì ở Mỹ là chúng ta không còn dịp để là gặp chú Ngạn mà trực tiếp ở trên sân khấu nữa đâu. Cho nên là mong quý vị sẽ tới với chúng tôi thật là đông nha quý vị. Chú ơi, bây giờ có một câu này con muốn hỏi cả chú lẫn chị Thủy. Hồi nãy thì chị Thủy có nói là mỗi lần chú đi show ở đâu thì chú gặp những ca sĩ hoặc nghệ sĩ nào ăn khách chú đều giới thiệu cho Thúy Nga. Thì sau 30 năm gắn bó với trung tâm Thúy Nga, chứng kiến nhiều lớp nghệ sĩ đến rồi đi, có người thì tạm biệt, nhưng mà cũng có những người là vĩnh biệt không bao giờ gặp lại nữa. Thì không biết là chú và trung tâm Thúy Nga có còn cái điều gì lưu luyến, có còn những cái dự định gì, kế hoạch gì mà mình muốn thực hiện với nhau mà tới giờ vẫn chưa thực hiện được không? Chú chỉ có hay nhắc Thủy là phải giữ Ngọc Hân lại thôi. Đúng không? Dạ. Lúc nào chú vô chứ bảo hiện bây giờ đó. Tại vì chú nói như này nè. Chú hay nói cái câu này. Con người ta sinh ra ở đời lúc nào cũng phải đối diện ngay những bất công. Có người đẹp, có người xấu, có người sinh ra nhà giàu, có người nghèo, có người cao, người thấp, người da trắng, người da đen. Tức là cái bất công nó đến ngay khi con người vừa chào đời. Nhưng chỉ có một thứ công bằng là ai cũng sẽ già. Yeah. Ai cũng sẽ ra đi. Cái yeah. điều đó là công bằng nhất. Yeah. Nhưng mà tre có già thì măng mới mọc được. Yeah. Cây tre như chú nó già đi thì mới có những lớp trẻ như cháu, như Ngọc Hân. Và biết đâu trong tương lai sẽ có những người khác còn hay hơn chú, có nhiều cái khả năng đặc biệt hơn chú. Bởi vì khi mà ba cháu mời chú hay là cháu đón chú sang Paris lần đầu năm 92, chính cháu cũng không biết là ông này ông sẽ nói cái ông gì, sẽ làm được hay ông không? Có làm được hay không? Ông có, bởi vì chú với Thủy chưa nói chuyện với nhau lần nào. Không nói chuyện với nhau lần nào. Huỳnh Thi thì chú lại còn không biết là ai nữa. Nhưng mà chỉ nhờ nghệ sĩ chú mới coi hình mới biết là hai vợ chồng mới làm đám cưới trên Batamus rồi mới sinh con này kia. Thì nhưng mà cho nên là chúng ta biết đâu trong cái duyên may thì trung tâm Thứ Nga chú nghỉ rồi cháu sẽ lại gặp lại dạ. người có tài năng nhưng mà có thể là ở khía cạnh khác. Dạ vâng. Tức là kiểu khác. Đừng làm giống kiểu chú. Không giống chú là con nghĩ là cái copy không bao giờ là thành công hết thưa chú. Không nên. Nếu mà Ngọc Hân nói cái câu đó thì con chỉ có một cái điều con rất là đáng tiếc là con nghĩ là cũng cái lỗi của con là chú không làm được một show với bác Phạm Duy. Tại con nghĩ cái đặc biệt của thưa quý vị, cái đặc biệt của chú Nguyễn Ngọc Ngạn, MC Nguyễn Ngọc Ngạn là chú biết nhạc rất là nhiều. Chú biết tất cả những cái bài nhạc ngày xưa rồi những bài nhạc trước 75, những tác giả. Thành ra khi mà làm việc không những chú là vai trò MC mà chú còn là cố vấn về nhạc đối với trung tâm Thúy Nga. Và chú nhớ tất cả tên những tác giả giống như là bài Hành Trang Giả Từ thì cũng kỳ duyên chú nhớ. Giả Từ Hành Trang. Bà cứ Giả Từ Hành Trang. Và nhiều khi có những nhạc sĩ, ô ông đó đã mất rồi. Ô vậy hả? À, em không biết. Không nhưng mà một điều nữa chị, tại vì cho mà chú còn biết được những cái mẫu chuyện hậu trường đằng sau những bài hát đó là những người tác giả đó nữa. Ngày xưa chú là bạn của chú Chí Linh, thành ra chú cũng sinh hoạt chú. Ngày xưa chú có quán cà phê phải không chú? Quán cà phê hay là như thế nào? Thế này, gia đình chú có ba cái quán cà phê. Dạ. Và chị chú mà bây giờ đang Mỹ Tho, ở dưới Mỹ Tho chú có một cái. Rồi ông anh cả bây giờ đang ở bên Đức, già là tám mấy rồi, có một cái ở Sài Gòn. Dạ. Cho nên là buổi sáng sớm 7 giờ đã bắt đầu mở rồi. Dạ. Mở nhạc dạ. cho tới 11 giờ đêm. Dạ. Tức là không muốn nghe nhạc, không thích nhạc thì cứ suốt ngày. Giống như con ngày xưa không thích nhạc cũng phải nghe cũng nhạc kẻ lương suốt ngày. Đúng ta măng. Nhưng mà ngày xưa thì quán cà phê, ba quán cà phê của chú thì phải nói một cách thành thật là chỉ nghe băng như Joe Mạc Sen hay là Phạm Mạnh Cương hả chú? Khánh Ly rồi Hoàng Thi Thơ thôi. Dạ. Chứ lúc đó thì không nghe nhạc bolero nhiều. Tại vì do cái yêu cầu của khách. Do cái yêu cầu của khách chứ không phải là. Tại vì con nghĩ tại Sài Gòn. Nhưng mà nếu mà chú về miền lục tỉnh là con nghĩ là cải lương hay là cái dân lục tỉnh hay là dân miền Nam. Người ta nói miền Nam lục tỉnh thì người ta nghe nhạc khác phải không chú? Cháu ơi, chú đi lính thì chú mới biết ra khỏi Phú Lâm Bình Chánh là người ta chỉ biết Hùng Cường Mai Lệ Huyền thôi. Chế Linh Giang chú hả? Chế Linh tôi. Chứ còn ở Sài Gòn ạ thì mới biết Lệ Thu, Khánh Ly, Thanh Thanh. Dạ vâng. Nó tùy cái nhu cầu của khán giả. Dạ vâng. Khi mà chú mở quán cà phê tại Sài Gòn thì chú toàn nghe loại nhạc tiền chiến nhiều. Dạ vâng.
thành thử ra nó thành quen và tất cả những bản nhạc nó thuộc. Cái thứ hai nữa là cái mà trời cho chú không phải là cái đó, mà là cái trí nhớ cháu. Dạ, trí nhớ chú tuyệt vời. Có vì... những chuyện mà chú nhắc con quên luôn á. Tại vì đọc một lần từ nhỏ rồi nó cứ nằm ở trong đầu. Dạ, hay quá. Người ta gọi là sticky rice cháu. Dạ, dạ. Xôi. 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 Xôi với đồ toàn xôi. Vâng, thế này thưa quý vị, để tiếp lời cô Thủy, thì tôi cũng là cái điều hối hận nhất là chưa làm được mới show cho Phạm Duy. Là tại vì như thế này này, khi mà Trung tâm Thúy Nga nghĩ đến việc thực hiện chương trình chủ đề của từng nhạc sĩ mà sau này người ta quen gọi là tác giả tác phẩm. Thì người đầu tiên mà Thúy Nga mời là nhạc sĩ Phạm Duy. Đúng. Bởi vì tên ông quá lớn. Mà nhạc sĩ Phạm Đình Chương thì mất rồi. Nên mời nhạc sĩ Phạm Duy đầu tiên. Thì để thực hiện chương trình Phạm Duy đó, mặc dù cuốn 17 chú đã bắt đầu làm và chú làm độc quyền rồi cho Thúy Nga, nhưng mà để thực hiện hai chương trình Phạm Duy thì Trung tâm Thúy Nga mời hai vị MC có cái tầm vóc về quốc tế, về truyền thông. Đó là ông Đỗ Văn của đài BBC và ông Lê Văn của đài Voa. Đó là hai người đó làm. Sau khi hai người đó làm cuốn đó thì nhạc sĩ Phạm Duy gặp chú tại Las Vegas đi cái coi show của mình đó. Thì ở trong cầu thang đi ra thì chú đang đứng chờ cầu thang Caesar Palace, thì cầu thang xuống thì thấy ông Phạm Duy, ông lôi chú ra một góc, ông nói: Ngạn ơi, nhạc Phạm Duy còn nhiều lắm, Ngạn nói Tô Văn Lai làm cuốn thứ ba đi, Ngạn làm với mình cuốn đó. Đó là câu của nhạc sĩ Phạm Duy nói nguyên văn. Thì chú có nói lại với cháu, với ba cháu, nhưng mà lúc sau này đó, chú biết là cháu chưa muốn làm là tại vì còn quá nhiều nhạc sĩ, mà sợ là có những nhạc sĩ tuổi tác rồi, chẳng hạn như Hoàng Trọng, mình không kịp làm thì đã mất. Cho nên là Thúy Nga muốn làm cho lượt hết các nhạc sĩ rồi mới quay trở lại nhạc sĩ Phạm Duy cuốn thứ ba. Nhưng mà lúc đó nhạc sĩ Phạm Duy lại về Việt Nam sinh hoạt, thành được không có cơ hội. Thì cái năm vừa rồi này, 2021 là sinh nhật đúng 100 năm của Phạm Duy. Tại ông sinh 1921, tuổi Dậu, hơn chú Hai Giáp. Thì chú muốn thực hiện một chương trình ngắn của Phạm Duy mà chú lấy tên là Phạm Duy Một Chuyện Tình. Tại mình sẽ làm cho Music Box chứ. Làm đi chú. Thì chú muốn làm, thưa quý vị, là tôi muốn làm chương trình đó để trả cái ơn Phạm Duy là ông đã nhờ tôi ở Las Vegas mà không có kịp dịp làm khi ông còn sống. Ông sang Toronto cùng với Thái Thanh cuốn gì đó cháu? Dạ thưa, cuốn Paris Bay 48, hình ảnh cuộc đời. Hình ảnh cuộc đời. Ông sang đó thì ông ngồi, tôi mới gặp ông, lúc đó Thái Thanh trong phòng make up, thì nói chuyện với ông Phạm Duy, thì chú mới hỏi: Thưa anh, lúc đó mới bị bắn cái prostate đó cháu. Chú hỏi là nghe nói anh bị prostate là ra sao rồi? Anh bảo nó giỏi lắm, nó bắn có hai cái laser vào, bây giờ tôi lại khỏe như voi. Thì chú mới nói: Thưa anh có nói hai câu mà làm em rất là chú ý. Câu thứ nhất ông bảo là Phạm Duy cầm tinh con bướm. Duy cầm tinh con bướm. Câu thứ hai là anh lại nói rằng là tôi rất cần tình yêu để viết nhạc. Hai câu đó thì thưa anh, em thấy mâu thuẫn. Con bướm nó không có tình yêu bởi vì nó không đậu ở một cánh hoa. Con bướm nó không có tình yêu, mà anh cầm tinh con bướm có nghĩa là anh tắt vào nhiều bông hoa, mà anh lại nói anh cần tình yêu để viết nhạc. Thì Phạm Duy làm gì có tình yêu? Thì ông Phạm Duy: Phạm Duy có tình yêu, có một chuyện tình. Bây giờ Ngạn ngồi đây, mình kể cho. Vậy thì vô chú rồi, chú đừng kể nữa. Thôi bây giờ làm cho. Cái nó phải để dành. Con xin nói với chú một cái điều này, là con cũng thú nhận với trước khán giả là khi lúc đó, con cũng thật sự trong cái chương trình này con cũng cảm ơn một người, đó là ba của con, là ông Tô Văn Lai. Tại vì những cái chương trình mà nhạc sĩ là ba chị là cái người đưa ra ý kiến đầu tiên. Đúng. Và ba chị là một thầy giáo, thì em biết là ba chị, con làm chương trình gì ba con nói cũng phải có nội dung, là có chú Ngạn là đã có nội dung rồi, nhưng mà cái phần nhạc cũng phải là một cái, có cũng phải là những cái bài hát mà nó có giá trị.
Chú biết không, khi những cái thời đó thì lúc đó thì tụi con còn trẻ, thì khi mà mình còn trẻ thì lại được ba mẹ giao cho cái nhiệm vụ là giám đốc sản xuất, lại thích những cái gì phong trào, những cái gì đi theo phong trào, những nhạc này kia. Nhưng mà khi mà đến tuổi này, con với Thi đến tuổi này gần 60 rồi, tụi con nhìn lại tụi nó nói tiếc quá, có những chuyện mình không làm. Tại sao ngày xưa nhạc sĩ Nguyễn Hiền, ông là một cái tự điển về nhạc của Việt Nam trước năm 1975, mà mình không có một cái buổi phỏng vấn hay những cái gì. Có rất là nhiều điều mình rất là tiếc. Khi đến tuổi này mình mới thấy là đã trễ rồi. À, lúc đó chưa có đài Vietface đâu. Dạ. Cái đó sự thật, thưa quý vị. Nếu chú có thấy con nói đúng không? Đúng, dạ, chú mà, đang đi theo con từ bao lâu? Chú thấy đó, con là hai đứa con. Nếu mà phỏng vấn trên Paris by Night thì chương trình nó sẽ dài quá. Dạ. Không thể có nhiều thì giờ để phỏng vấn trên Paris by Night. Mà muốn phỏng vấn một cái chuyên đề thì phải phỏng vấn tại Vietface. Mình có thể dành hẳn nửa giờ hoặc một tiếng hoặc hai tiếng để phỏng vấn. Thí dụ bây giờ nhiều người hỏi chú một cách vô tình đó, từ ca sĩ trong nước nhé. Ca sĩ trong nước hỏi chú: chú ạ, nhạc tiền chiến là gì? Có phải là những bản nhạc miền Nam, tại vì họ sinh ở miền Bắc. Yeah. À, những bản nhạc miền Nam mà không có chiến tranh thì gọi là nhạc tiền chiến không? Yeah, yeah. Nhưng cái đó thì chú mới giải thích thì chú nhớ là lúc đó có Nguyễn Hồng Nhung ngồi, thì Nguyễn Hồng Nhung mới nói là: chú ơi, chú nói trên Paris by Night đi. Chú không nói chúng con không hiểu, là cứ nghe nhạc tiền chiến. Thì chú bảo thôi bây giờ đơn giản như này, nhạc Việt Nam có từ 1938, năm đầu tiên có nhạc Việt đang sáng tác, thì đến năm 1946 thì xảy ra cuộc kháng chiến toàn quốc. Thì nó ngưng lại. Thì trong cái khoảng thời gian 8 năm từ 1938 tới 1946, người ta gọi là nhạc tiền chiến, tức là trước cuộc chiến tranh chống Pháp. Đúng rồi. Thì phải nhớ như vậy. Thì nhạc tiền chiến nó có bao nhiêu? Nó chỉ có vài người. Thì thứ nhất là Đặng Thế Phong được 3 bài, Văn Cao được một số bài, rồi Doãn Mẫn được Biệt Ly, rồi Nguyễn Văn Phương được Đêm Đông, Đoàn Chuẩn Từ Linh, rồi Dương Thiệu Tước. Nó có vài người thôi. Thì cái đó là nhạc tiền chiến. Phạm Duy không phải là người viết nhạc tiền chiến. Phạm Duy bắt đầu sáng tác trong khi đang xảy ra chiến tranh. Nhưng mà vì cái hơi nhạc, cái lối nhạc nó cũng tương tự như nhạc tiền chiến, cho nên vẫn xếp nhạc Phạm Duy. Và ngay cả những tác giả sau năm 54 ở miền Nam viết theo cái hướng nhạc đó, mình cũng gọi chung là nhạc tiền chiến hoặc là nhạc thính phạm. Như Cung Tiến, Thì những cái nho nhỏ đó, nếu mà có một cái buổi, có cái đài Vietface thì chú có thể nói một ngày. Nhưng mà bây giờ có kênh YouTube Thúy Nga, kênh YouTube Nguyễn Ngọc Ngạn nữa chú. Chú ngồi chú nói cho mọi người nghe. Kênh YouTube Nguyễn Ngọc Ngạn với con chứ cũng còn... phải nói câu này là rất nhiều khán giả hỏi là tại vì bây giờ là hết dịch rồi, thì kênh YouTube của Nguyễn Ngọc Ngạn có thể là mình quay new episode được không? Nghĩa là chú không cần phải lên sân khấu, bởi vì chú có thể giả từ sân khấu nhưng đừng giả từ YouTube được không? Mình vẫn quay chú talk show được không? Chú xem YouTube nhiều lắm đó, có nhiều chuyện chú biết hơn mình nữa đó. Nhưng mà phải do sức khỏe. Do sức khỏe. Đúng rồi. Trong cái vấn đề cháu nói đó thì chú thấy rất là đúng. Lúc đó đó mình có đài Vietface thì mình có thể phỏng vấn được rất nhiều người mà họ dành về cái sinh hoạt văn nghệ thời tiền chiến cũng như là trước năm 75. Nhưng mà tại mình bỏ lỡ mất cơ hội đó và tất cả các cái những nhân tài đó họ đã qua đi mất rồi. Thành ra bây giờ kính thưa quý vị, với tất cả những cái chuyện mà nó đã và nó đang xảy ra xung quanh chúng ta đó, thì cái giây phút nào mà chúng ta còn được thấy nhau, còn được ở gần bên nhau thì chúng ta nên tận dụng ngay và trân trọng những cái giây phút đó. Ngày 30 và 31 tây tháng 7 sắp tới đây tại Las Vegas chỉ có 2 xuất diễn thôi thưa quý vị, tối thứ bảy và trưa chủ nhật sẽ là một trong những cái dịp hiếm hoi còn lại mà tất cả chúng ta có thể thấy được nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn trên sân khấu, có thể xem được chú Ngạn và chị Duyên câu giờ để Trung tâm Thúy Nga dựng cảnh như thế nào và tung hứng trên sân khấu như thế nào. Sau này thì tất cả những cái hình ảnh này đối với chúng ta nó sẽ là những cái kỷ niệm giá trị vô giá, bởi vì nó sẽ không còn lặp lại được nữa. Cho nên là rất mong quý vị sẽ không bỏ lỡ cơ hội này và đến với Trung tâm Thúy Nga, đến với chú Ngạn, đến với chị Duyên, đến với tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ, bởi vì Ngọc Hân thấy sơ poster show này đông kỷ lục, ca nghệ sĩ đông kỷ lục. Đó cho là nên điều là chú lo đấy cháu. Dạ, con dài thì quá. Dạ,
thì bây giờ mình hợp ca, tam ca, song ca hay như thế nào thì con cũng sẽ nói với những ca sĩ. Nếu quý vị, các bạn, các anh chị em nghệ sĩ muốn có một kỷ niệm với chú Ngạn, kỷ niệm chương trình này thì là phải tham gia, nhưng mà thành phần đông quá thì mình phải hợp ca, tam ca, song ca như thế nào đó. Đó thì con tính như vậy, nhưng mà con chị... con sẽ hỏi trước ca sĩ có đồng ý không không thì con mới lên poster chứ. Chị, con có xin ý kiến này được không? Thí dụ mình có thể dàn dựng lại một đoạn ngắn truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn sân khấu được không? Nếu thế thì chương trình lại càng dài nữa. Cháu ơi, ngày xưa khi chú vào làm sức nhà khỏe có còn mới tốt, mười mấy bài rất là khỏe. 18 bài, 15 bài. 15 bài, và cái quan trọng là ba suất. Không có nhạc mới. Dạ có một suất. Không có ca sĩ mới, chỉ có một suất mà không có nhạc mới, không có nhạc ca sĩ mới. Cho nên những cái tên nó đã thuộc lòng rồi. Bài nào của Phạm Duy, bài nào của Thiên Biến, bài nào nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Về sau này nó mới ra bao nhiêu là những nhạc sĩ mới, những cái tên tựa là phải học, mà chương trình lại dài, có thời gian làm tới ba suất. Nhưng mà thưa quý vị, thật sự mà nói, ca sĩ và nhất là tôi với Kỳ Duyên thì tuy có mệt hơn khi làm hai hoặc ba suất, nhưng thứ nhất không phải chỉ về vấn đề tài chính là bán nhiều suất để lấy nhiều tiền bù đắp lại kỹ thuật nó cao, cái đó là chỉ là một chuyện thôi, nhưng mà nó rất lợi cho vấn đề edit, tức là vấn đề giáp khối. Nhất là những màn múa thôi quý vị, nếu bây giờ suất thứ bảy chẳng may âm thanh nó trục trặc hoặc có người vũ ca sĩ bé, ca sĩ đi ra té sân khấu mấy lần nữa, nhất là vũ công té vào rớt sân khấu cũ chứ, rớt nón rớt gì thì làm sao, không nhẽ và quý vị về trong tôi để sửa lại à? Không được, cứ tiếp diễn như thường. Có thể quý vị ở dưới không thấy, nhưng trên này cô Thủy ngồi trong xe đạo diễn nhìn ra những cái sự cố nó xảy ra bất ngờ, thì chúng tôi có cái suất thứ hai để sửa lại, hoặc những cái điều mà chúng tôi nói cái suất trước mà chính chúng tôi cảm thấy là không đúng hoặc là không được khán giả hưởng ứng, và nhất là ban kịch họ diễn cái suất đầu họ thấy cái câu này tưởng khán giả cười mà hóa ra tất cả đều lặng, mặt đều nhạt hoét thì người ta đến cái suất chủ nhật người ta phải xóa câu đó, người thêm ta muối vô. Thêm muối vô. Thành thử thưa quý vị, khi mà chúng tôi thực hiện hai hoặc ba suất là nó có cái chủ trương đó, vừa để mà giúp cho vấn đề edit của ban giám đốc, vừa để giúp cho chính người nghệ sĩ tự cải thiện. Nếu mà cái ngày thứ bảy mình hát mình thấy cái diễn xuất của mình chưa hài lòng thì ngày chủ nhật sửa lại. Đó là cái ý mà Thúy Nga muốn thực hiện, chứ không phải chỉ thuần túy là bán hai suất cho nó thêm nhiều tiền, mà còn là vấn đề nghệ thuật nữa. Kính thưa quý vị, đến đây thì có lẽ là chúng tôi phải tạm ngưng chương trình, bởi vì nói chuyện với chú Ngạn là nói hoài không biết thời gian đã trôi đến đâu rồi. Nhưng mà tóm tắt lại, kính thưa quý vị, xin mời tất cả quý vị cùng đến với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, với chị Duyên, với Trung tâm Thúy Nga, một dàn ca nghệ sĩ rất là hùng hậu ở hai suất diễn thứ bảy 30 tháng 7 và chủ nhật 31 tháng 7 tại Planet Hollywood, rạp hát Zappo Theaters. Số điện thoại để liên lạc là 714-894-5811, liên lạc nhanh để còn vé nha quý vị, liên lạc thật nhanh để còn vé để đến với Trung tâm Thúy Nga trong Paris by Night 133 lần này, với chủ đề Nguyễn Ngọc Ngạn The Farewell, 30 năm sân khấu. Chị... Và trước khi giả từ quý khán giả thì đại diện Trung tâm Thúy Nga xin thành thật cảm tạ tất cả những nhà bảo trợ Platinum và Diamond khi nghe chú Ngạn, khi nghe chị làm cái chương trình tại Las Vegas và show Farewell chú Ngạn là đều rất là hâm hở mà trở lại bảo trợ cho chương trình của Paris by Night. Tại bây giờ thật sự với cái kinh tế khó khăn rồi chiến tranh như thế này thế kia rất là khó kiếm nhà tài trợ, nhưng mà dù sao cũng cảm ơn cái sự cái tên tuổi của chú và cái sự đóng góp của chú thì ai cũng muốn có mặt trong cái chương trình này đó. Thì xin cảm ơn tất cả những nhà bảo trợ Platinum và Diamond sponsor của chương trình Paris by Night 133 tại Las Vegas. Thưa quý vị, để xin thêm một lời thôi. Quý vị đừng có nghe cô Thủy nói là sẽ làm tại Bangkok, rồi quý vị bảo vậy thì hai show nó giống nhau thì mình coi làm gì, coi một cái thôi. Cái đó thì hoàn toàn sai. Tức là nội dung hoàn toàn khác nhau.
Dạ đúng. Show tại Las Vegas là giã từ kiểu 1 và show tại Bangkok giã từ kiểu 2. Kiểu Thái. Hai show hoàn toàn khác nhau. Cho nên nếu quý vị có điều kiện, quý vị có thể tham dự cả hai show. Tức là quý vị gặp tôi để mình bắt tay giã từ nhau hai lần. Dạ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị trong suốt 30 năm qua. Và chúng tôi mong có dịp được chào tạm biệt quý vị trong show sắp tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn sự theo dõi vô cùng quý báu của quý vị đã dành cho buổi trò chuyện ngày hôm nay. Rất mong rằng chúng ta đã đồng hành cùng với Trung tâm Thúy Nga và nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn được 30 năm rồi. Thì bây giờ trong những cái giây phút rất là quý giá này, chúng ta sẽ tiếp tục ở lại bên nhau. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc với Trung tâm Thúy Nga là 714-894-5811. Xin thành thật cảm ơn sự theo dõi vô cùng quý báu của quý vị. Xin cảm ơn chú, xin cảm ơn chị Thủy đã đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại tất cả quý vị 30 và 31 tây tháng 7 tại Las Vegas. Giả từ sân khấu chào kiểu Mỹ. Xin chào tạm biệt quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt.